Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 12 tháng 12, một sản phẩm được chờ đợi nhất của năm 2020 đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Vâng, đó chính là mẫu xe Peugeot 2008. Một mẫu xe SUV cỡ B cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Kona, Kia Seltos, Honda HR-V và Toyota Cross. Peugeot 2008 sử dụng khối động cơ 1.2 turbo tăng áp, công nghệ mới nhất của Peugeot cho công suất cực đại lên đến 133 mã lực. Điều khác biệt là mô men xoắn cực đại lên đến 230 Nm, đạt được tại vòng tua vô cùng thấp chỉ 1.750 vòng trên phút. Về khả năng tăng tốc và cảm giác lái thì tôi muốn tất cả quý vị và các bạn trải nghiệm trực tiếp tại hệ thống showroom của Peugeot. Peugeot 2008 sở hữu thiết kế mới nhất của Peugeot tại thị trường Việt Nam, như phần đầu xe với cụm đèn hình răng nanh mới, lưới tản nhiệt mở rộng rất là hiện đại, bên sườn với những đường gân và đường vát lớn trông rất là phá cách. Phần đuôi xe cũng vẫn là cụm đèn hậu hình móng vuốt đặc trưng nhưng đã được thiết kế dạng 3D, nhìn tương lai hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là khoang lái với màn hình tablo thiết kế 3D đi đầu trong phân khúc. Điều đáng tiếc duy nhất là chiếc cần số. Giá mà nó được trang bị cần số điện như trên hai mẫu xe đàn anh 3008 và 5008 thì tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nhưng cũng không thể đòi hỏi hơn khi mà trong phân khúc này cũng chưa có một chiếc xe nào được trang bị cần số điện cả. Chúng ta nên nhìn vào rất là nhiều những trang bị khác mà chỉ có Peugeot có. Để cạnh tranh được tại thị trường Việt Nam thì điều đầu tiên phải nói đến là giá. Chi tiết từng phiên bản thì quý vị và các bạn đã xem rất là nhiều những video đánh giá rồi. Ở video này chúng ta sẽ chỉ nói đến giá bán và giá lăn bánh tại từng địa phương. Đầu tiên là phiên bản Active với mức giá bán là 739 triệu đồng. Khá là hợp lý cho một mẫu xe đến từ châu Âu so với những mẫu xe trong cùng phân khúc. Với chương trình ưu đãi 50% thuế trước bạ từ chính phủ thì giá lăn bánh tại đa số các tỉnh thành phố hiện nay chỉ từ 780 triệu đồng và cao nhất tại Hà Nội cũng chỉ 806 triệu đồng. Và chi tiết các tỉnh thành phố khác quý vị và các bạn có thể xem trên bảng kê trên màn hình. Tiếp theo là phiên bản GT Line với những cụm đèn LED hình răng nanh mới và những công nghệ cao cấp của Peugeot như màn hình tablo dạng 3D, hệ thống hỗ trợ phanh an toàn chủ động cùng rất là nhiều những trang bị khác. Bản GT Line có giá bán là 839 triệu đồng. Với mức ưu đãi 50% thuế trước bạ thì giá lăn bánh hiện tại chỉ từ 879 triệu đồng. Cao nhất tại Hà Nội là 901 triệu đồng. Ngân hàng hỗ trợ tối đa 663 triệu đồng và quý khách cần chuẩn bị tối thiểu từ 211 triệu đồng. Vâng, với mức giá bán như vậy thì đã tốt hơn mức giá bán mà cộng đồng dự kiến mấy tháng qua. Lô đầu tiên chỉ có chưa đến 100 xe trên toàn quốc kịp giao trong tháng 12. Để có thể sở hữu những chiếc xe Peugeot 2008 với mức giá lăn bánh như vừa rồi thì quý vị và các bạn nên booking ngay từ bây giờ. Mọi thắc mắc về sản phẩm hay cần một lời tư vấn chân thành nhất, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên góc màn hình 0981 069 838. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.